giới thiệu cho. Làm giới thiệu chưa, đi. Chưa có cái gì hết trơn, mình giới thiệu cái gì? Từ giờ miếng ngói ở đâu? À, sau đây là món bò nướng ngói. Nướng ngói. Đây là ngói này nghe. Ngói. Ngói để mà nướng bò. Nướng bò nướng ngói. Nhưng mà bò chưa có. Ở nhà đang xây thiếu ngói lấy này đắp lên được không? Quý khách đại tí nhà tí có bò nướng ngói nha mày. Bò này kìa. Bò giữa bò kìa. Đợi. Chị chưa từ từ chứ. Em kêu cho ông đưa ông về dạ. Đây là mình gắp cái bò nha. Chưa được nghe chứ. Là cái gì? Đưa cỡ này. Mã lên. Có gì nữa? Không có, để Gun làm đi, Gun lên. Để vợ em. Để vợ em mắc cười quá. Tha cái mỡ đều ra, rồi lấy cái tay với đồ chay ra, lấy cái tay, lấy cái bàn tay để vợ con tay vô. Anh xong rồi lấy về. Đây là người đẹp. Đó. Đẹp nhất các bạn luôn á. Em bò nướng ngói. Anh làm nhà thì cái làm là SOS. Đây. Cho anh nghe hiếm có ai biết. Vậy sao có anh không biết thôi á. Em để cái dĩa cho nó chảy nước vô để nó nha. Dạ. Chưa cho nghe cái mùi là thấy thèm rồi đó. Và nuốt nước miếng rồi đó. Muốn ăn nè. Cái làng của thằng này chắc cũng mấy người ngủ ngọt cũng biết. Chung tao với mày đó, làng đó tao mày ở đó. Ở cái làng đó. Tao cách xa cái làng đó từ xa. Má mày gọi là con. Cái gì? Để con. Cái gì với tao làm gì con? Rồi. Con tên có nước mùi tương, có mùi tương. Cái chơi ngói kia à, tại bây giờ nó thành một cái ấy rồi, thành một cái kinh doanh nên nó làm ngói lại chính kiến là chơi ngói kia luôn á, ngói gì đó. Ngói kia sao ngói cái vuông vuông á hả? Cái ngói mà cái đó mới gọi là dân giả. À. Còn bây giờ nó thành một cái hình thức của kinh doanh. Cái ngói này cũng lập nhà mà. Cái này cũng đỡ nhà mà. Tại biết sao? Cái gì bằng đất là nó ngon à. Giống như nội đất là kho cá cũng ngon phải không? Đặc sản phải không? Không nhưng mà nó làm đẹp quá rồi, nó hết ngon rồi. Hết ngon à? Thiệt quá. Đất này đất tiễn là có phải đất kia đất kia. Ừ. Đất này đất tiễn là đất đất ở đâu không phải đất sét hay là không phải đó. Vô đi, anh vô. Vô nè. Vô. Cái này một hồi. Cái này một hồi. Gì chưa đấy? Bộ hồi nó nóng rồi nướng đã lắm. Ừ. Nó hết lửa rồi vậy. Anh để đi mà. Nóng lâu rồi. Nó nóng rồi, đó là cục than mà. Nó nóng lâu quá mà nó khô cái mỡ này nè. Cái miếng cơm. Còn cái mỡ nó còn quậy vậy đó. Thật sự nó không có mỡ đâu. Để nó khô nó khô nó. Ăn nhỏ. Cái món xam nó xam nướng á. Ừ, bữa nay có gì hai anh em đi chung ha. Chứ thấy được lần này cũng có hai anh em. Chớp chớp rồi đó nha. Ừ. Hả? Chớp không em còn vợ con đông đông lắm mà anh có nhìn đi trước đi nha. À, không có ghê tao có ghê. Thầy mày được quyền lo nó rồi tao chưa được quyền lo. Em còn vợ con á, có gì đi trước đi chứ. Em còn mẹ già nè. Vợ nè, còn con nè.
về đưa, có đưa bảo mật lên trên. À, được. Ngon em, ngon. Dài hả? Dài nướng cho chín chút xíu. Dài là chín quá. Được á, được rồi em. Biết sao biết sao bọt nhiều không? Biết sao tại nó ướp gia vị nhiều. Chứ đúng ra cái này là chủ yếu là ít ướp gia vị để lấy cái độ ngọt. Không, tại tại biết sao anh đợi cái miếng gói này cho nóng anh bỏ lên là nó không có bọt. Rồi là rút vô chứ à. Giống như cái hồ nên cho nóng lên đây chút xíu này anh hãy bỏ vô. Hả? Vô, vô vô anh Thái ơi. Vô, anh ơi. Vô tiền này. Vô. Ôi là trời, không phải ăn cái gì mà dính lên nó chưa mài dữ chứ. Nhanh đó. Mấy trời này. Anh có xem không? Có, em hứa thiệt nha, để bỏ cho bơ. Không giống tuổi à. Anh tư nhất nhất mà kêu đây bằng em. Đây là anh tôi em hoàn tuổi à. Không phải đi. Chồng em luôn á. Cứ vậy đi, nhiều khi anh em người ta khó tính á. Câu người khổ. Anh á nói nó từ ta người ta tự gái người ta mới khó chịu. Hôm nay cái này em mới thiệt. Anh em muốn được rồi, tại vì đây mới có 27 tuổi à. Anh em mới nhất á. Dơ. Nghe cái nó sát cái gói là nghe nó mùi nó thơm liền, đừng có để nhiều quá, thơm thơm. Thịt bò mà yêu cầu nó chuyển màu là mình ăn được rồi, phải không? Em cũng ăn thôi, còn mình ăn được rồi đó. À, cầm cái muỗng. Rồi em ăn nè, đó là trứng không? Dạ, 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 dạ. Biết mày đâu sao giờ dám ăn? Dám vậy? Chiều là con ngoan như ngon rồi. Nó bù bù. Không ăn xem hả? Đại chưa ăn. Không dám ăn. Không biết ăn. Nó bù bù. Ăn gì? Không biết ăn. Miếng trứng trứng. Không có thiệt luôn á. Không ăn. Không ăn. Không ăn. Không biết ăn. Hai cây muỗng này vui nha. Thiệt cười. Ngon. Anh thấy ngon mà. Ăn rồi. Trứng ăn được. Chả nó lên mâm quá rồi. Trời, con hàng hầu đó, cà mau đó dám ăn không? Từ ngày mình đi làm luôn ở trên phân thiết là mình biết. Cái này là trứng heo đó. Con dưới đi. Ờ, kéo ăn gì? Kéo ăn gì? Kéo ăn gì? Có sạch gì nha. Lúc mình mâm mà em nó thỉnh rồi. Thương vợ quá cũng khổ ha. Có, nó phải ép em ăn đâu anh. Cứ đã người ta không ăn một cái ép quà ép quà. Chứ nãy giờ chưa ép em nào luôn á, chưa ép. Ép vợ mở ai nãy ép ăn á. Mà nãy giờ em là con vợ ăn. Em để cái món này ra nè. Em ăn nữa cho biết. Dạ ấy. Ăn hết đi anh gấp cái nữa. Mà cho xin mẹ nó giờ mới ăn luôn. Ăn đi ăn đi, ăn thì ăn trước thì chết trước. Không sống thì đời có không đủ. Có trứng. Ăn ăn sao mà chết thì ta tới ta đẩy bia mỡ là đẩy gì uống bia mỡ chết gì ăn nấm vàng à thôi uống quá tại vậy á cái này thành món luôn biết sao một món một cái này người ta thưởng thức gấp ngàn lần mọi người ta cái kinh nghiệm với cái người người ta mua vô cho từ khi làm anh ơi phát ăn miếng này đó bây giờ mình uống lâu quá chừng. Coi người đẹp tiếp. Béo quá thì béo rồi thì cái béo ngăn ngực luôn á.